Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình là William Vlog đây. Và hôm nay mình sẽ làm video để ăn thử một cái loại hải sản biển các bạn. Đó là cái con ghẹ biển ở quê mình các bạn, đặc biệt là ở quê mình các bạn. Và mình sẽ quay cái clip này để cho các bạn xem, các bạn biết cái con ghẹ biển này thế nào. Và bây giờ mình sẽ với em trai mình sẽ đi ăn cái con đó cho các bạn xem nha. Nào, mời các bạn theo mình. Let's go. Rồi đây bây giờ đến cái giây phút quan trọng nha mọi người ơi. Thằng em mình nó sẽ khui hàng nha. Bây giờ mình đếm tới 3 là sẽ khui hàng các bạn. Để xem biết ăn gì đây. 1 2 3. Thành 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 thành. Đây là con ghẹm các bạn. Con ghẹm ghẹm biển. Đây là những con ghẹm này, là ghẹm này, ghẹm cái nha mọi người. Nó sẽ chứa rất là nhiều gạch ở bên trong. Đây. À, hôm nay mẹ mình mua ghẹm cái nhiều lắm. Đây là ghẹm đực đây. Ghẹm đực thì cái cách phân biệt nó là cái yếm của nó như thế này các bạn. Nó sẽ có hình tam giác. Nó như cái tháp vậy các bạn. Thấy không? Cái yếm nó đây. Còn con ghẹ cái thì nó khác. Cái thì cái yếm nó hình tròn này. Thì con ghẹ cái nó sẽ chứa nhiều cái gạch lắm các bạn. Đây, mình sẽ có nguyên một tô như thế này này. Thì mình đã luộc rồi. Và bây giờ sẽ mở tách ra ăn để cho bạn xem bên trong nó như thế nào. Nó rất là ngon các bạn. Bây giờ mời bạn Nghĩa sẽ tách cho bạn xem một con nha. Bạn Nghĩa tách đại một con đi. Tách cái mu lưng vậy. Đó, các bạn thấy không? Này, đây này. Khi mà mới tách ra thôi là chúng ta đã thấy được cái gạch nó hồng ra mà, thấy không? Tách cái lưng ra. U ta tuyệt vời. Wow, cái mai của nó đầy gạch luôn các bạn. Con nào cũng vậy. Đối với con đực á, thì nó ít hơn xíu, nhưng mà con cái thì gạch từ cái mai của nó đến cái thân nó luôn các bạn. Con này ăn rất là ngon mọi người, nó ngọt. Thì mình hôm nay anh em mình có chuẩn bị một cái chén nước mắm chanh này để mình ăn nha mọi người. Bạn Nghĩa lấy gạch nó ra, bạn Nghĩa quay cho tôi lấy gạch này. Như thế này các bạn. Mình sẽ bẻ cái phần này ra. Mình sẽ đẩy vô. Mình bẻ ra. Có một số cái phần trên này là nó có phần phần của con cua, là phần không ăn của mình. Đây, thấy không? Đó, gạch. Giờ mình sẽ chấm cho đây. Tuyệt vời. Cảm giác thật vàng khè cái tay các coi lung như vậy. Còn cái phần thân nó như này mình sẽ bẻ nó ra đó. Nó cũng có càng nhưng mà càng nó nhỏ nha mọi người. Kêu bằng con ghẹm nha chứ không phải con ghẹ nha mọi người, con ghiệm. Bạn mình nói với bạn có thể nghe không rõ, thể là nghe con ghẹ, nhưng mà con này là kêu bằng con ghẹm ở biển các bạn. Đây đây rồi bạn nghĩ ăn con đi. Sao ngon tít tít tít.
nghe cái tai mình được nha. Mặt bạn nghĩa ăn vô mặt như mình khùng, mọi người thấy không, mặt ăn khùng luôn á. Đây là con cái, con này chắc lắm nè, con này gạch nhóc luôn nè. Bây giờ mình sẽ tách thử một con nữa cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tách thử một con nữa các bạn, mình lấy nét lại ha. Bây giờ mình sẽ tách nha mọi người. Chan 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 chan. Wow. Bạn thấy nó gạch không? Tuyệt vời mọi người. Con này ăn còn ngon hơn con cua nữa mọi người. Nó gạch rất rất nhiều. Nguyên bộ đống này, xíu anh em mình sẽ ăn hết luôn. Mình sẽ tách cái phần gạch này cận cảnh cho bạn xem nha. Nguyên cục gạch là như cục gạch thẻ ha. Wow. Con này gạch cực kỳ là ngon mà, nó chắc thật chắc luôn. Thôi nhớ đi từng miếng từng mảng như thế này đây. Quá giờ ngon. Còn con gạch đực thì bên thế nào, bên trong có gạch hay không? À gạch đực em ơi, mình sẽ bật lên luôn sẽ ngọt hơn, nó sẽ béo hơn. Con đực nó sẽ có một lớp màng mỡ ở đây các bạn, các bạn thấy không? Đó. Màng mỡ trong này, nó không có gạch đều như con cái. Con cái thì gạch đều cứng rồi, thấy không? Đó. Thì hôm nay mình làm video này để giới thiệu cho các bạn biết đặc sản ở quê mình đó, đó là con ghẹ biển này. Kêu bằng con ghẹ chứ không phải là con ghẹ nha. Này, con đực thì thường nó càng to hơn. Thì càng nó nhỏ đây, một cái thì càng nhỏ xíu, và xem mình so sánh hai càng đó, một trời một vực nữa ha. Một con thì càng to, một con thì nhỏ, này nhỏ thì là cái được thì là cái càng to à. Rồi như vậy thì mình cũng đã quay để giới thiệu với các bạn xong cái món hôm nay, thì mình kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh của mình các bạn, để lần sau mình sẽ món những món đặc sản mà của quê mình sẽ đăng lên cho các bạn xem, và để các bạn biết được quê mình là ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Tây Ninh các bạn. Ở giờ mình ở gần biển, nó sẽ có rất nhiều loại hải sản, mình sẽ tiếp tục review tiếp theo cho các bạn xem vào một ngày gần nhất. Rồi bye bye, xin chào các bạn. Chào, mình nghĩa chào mọi người. Chào các bạn.